Chị xíu nha. Em bị mụn này lâu chưa? Hồi tháng 2. Tháng 2, vậy là mới nên bị đây thôi đúng không? Dạ. Lúc trước là không bị hả? Dạ. Có thay đổi gì không em? Không biết nữa. Không biết ha. Xí nha, lấy ra hết luôn. Đây đây chị xíu nha. Rồi nhớ là tiền gấp luôn nè. Thôi đây chị xíu nha.
Rồi, qua đây chị xíu nha. Cô gái bên đây nữa. Đây là chị xíu nha. Chưa có tới đó chị. Chỗ đó nó đâu so với mấy vùng khác nó nhạy cảm á. Nên em lấy cái đó sao quá. Rồi, qua đây chị khác. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không được nha. Nó sẽ thẳng. Nó mồm này thật sao. Ráng chị sẽ thì lấy ra. Để thôi nó về nó viêm á. Thank you.